À, sinh năm 2012 là đến bây giờ đã thật sự là quá già rồi. Và hôm nay thì cũng là để cảm ơn tất quả hoành tráng dành cho mọi người. Và nếu mà các bạn là người may mắn thì các bạn sau đó thì các bạn hãy copy cái link Facebook của các bạn và comment đi học. Thì ngày xưa thì trời ơi, mình cũng là một người có bùng tiết không hay là như thế nào, có bị ghi tên vào sổ đầu bài không, thế này bùng tiết kia. Và cũng đã từng bị ghi sổ đầu bài vì cô lúc nào trông nó cũng năng động này, khỏe khoắn hơn, để được nhiều đồ hơn, nói là nhà nó sẽ dễ hoạt động hơn và cái lực nó sẽ chia đều cho hai vai. Cái ba lô này thì các bạn có thể nhìn thấy nhá, là nó có thế này. Và cái mình thích nhất ấy đó chính là cái phối màu của cái ba lô này. Ba lô này làm bằng da, chính vì vậy mà các bạn sẽ không sợ là kiểu khi thế này trông rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì mình sẽ mở bên trong ra. Trên cùng thì nó có một cái ngăn nhỏ như thế này để các bạn có thể để cái bình nước nữa, các thứ như thế này này. Đó, và nếu mà đeo ba lô thì trong nhá, mình sẽ mở ra. Mà lại có cả một cái dây này thì để giúp cho các bạn đeo. Mình mua thì mình không hề biết là nó sẽ đeo chéo được, mình chỉ nghĩ là nó xách và để làm ô rất là rộng luôn. Đấy, trường hợp các bạn làm cặp ngang nhá thì cũng có một cái ngăn ngang ở bên ngoài như này. Và các bạn vừa có thể mang đi làm luôn, tại vì nó đeo được mấy kiểu mà. Quần xanh thì đeo cái ba lô này trông nó cũng sẽ rất là nổi và cũng rất là thích nhất trong cái toàn bộ cái set đồ. Những cái quyển vở thì mình thấy rằng là có hai cái cuốn sổ này rất là... Đây, còn đây là một quyển màu đỏ. Ở mặt trước cái quyển sổ nó là mọi việc cuối cùng sẽ ổn. Bao giờ chúng ta sẽ gặp những cái việc nó chưa ổn, đúng không nào? Tuy nhiên thì chưa ổn nó chưa phải là kết quả đâu, cho nên chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng, là một điều tất yếu của sự trưởng thành. Đó, sai lầm là một điều tất yếu. Sai lầm đó có thể nhỏ, có thể to. Tuy nhiên thì sau gai góc này, tất cả mọi sự khó khăn thì bao giờ nó cũng sẽ rèn giũa cho chúng ta. Hãy nhớ rằng vì sao bạn bắt đầu. Câu này rất hay. Cái mục đích của các bạn là để các bạn kiếm tiền, để các bạn khẳng định cái trình độ của các bạn. Có những cái lúc rất là nản, rất là muốn bỏ cuộc và rất là muốn dừng tất cả mà muốn bỏ cuộc, thì hãy nhớ lại là vì sao bạn lại muốn bắt đầu nó. Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn thích, làm mọi thứ theo sở thích của mình. Tất cả những cái thứ mà mình giành được ngày hôm nay thật sự thích thì mình mới có thể làm được. Đó, thì làm điều đó, cho nên là bạn cảm thấy là phải hạnh phúc thì không phải là hạnh phúc chúng ta cứ nhó tát thì nó mới là hạnh phúc đâu. Thì hạnh phúc đôi khi nó chỉ là những cái điều rất là đơn giản. Thì đây là hai cái quyển sổ rất rất là hay luôn, mà Kiên một là một cái hộp bút trông cực kỳ là đáng yêu luôn. Tưởng nó cũng là một cái hình tượng rất là đáng yêu. Mình không muốn thì cái hộp bút này nó là một cái hộp bút bằng vải và có phép mô tia như thế này, cái thước kẻ này, xong rồi những cái thứ linh tinh phụ kiện, ví dụ bạn nào là con gái thì có cần. Nếu bạn đã nói đến hộp bút thì chắc chắn là chúng ta phải có bút, đúng không nào? Thì hôm nay bút trông rất là xinh, một bên là con vịt còn một bên là con tôi là một cái điều đặc biệt dành cho bạn. Cái bút này này nó sẽ là một cái điều đặc mực, mực này gọi là mực gì nhỉ, không phải là bút bi đâu, nó là kiểu bút mực nước. Thì có nghĩa là bạn là một trong số ít những bí mật của tôi đã. Khi mà các bạn bạn nào được nhận ấy, khi các bạn cam của chúng mình, ngoài hai cái bút mực mà Kiên vừa giới thiệu thú rất là đáng yêu như này đấy, học ấy thì mình cũng không thích là đi hiệu sách như các bạn nhỏ khác đâu. Cái đồ giveaway cho các bạn thì khi mà nhìn mấy con này này đấy, thì mình chỉ như thế này, có những cái con đáng yêu như thế này này đấy, để rằng là nếu mà các bạn nhận được ba cái bút chì đáng yêu như thế này thì các bạn. Cái tẩy này nó là tẩy emoji, có nghĩa thì những cái tẩy này thì nói chung là nó yêu lắm. Và ngày xưa cho các bạn hẳn 4 cục tẩy này luôn. Thì nếu mà trong trường hợp các bạn mất thì các bạn này rất là đáng yêu, đúng không? Mà tại vì là bây giờ những cái emoji này thì bây giờ ai mà người ta cam dành cho bạn. Rồi tiếp theo đó chính là một cái dụng cụ học tập khác nữa, X570MS. Thì cũng đã có nhiều bạn nói với mình khi mà mình up ấy, mình có những cái kỷ niệm rất là buồn cười với cái máy tính này. Đó chính là kiến thức của mình. Cho nên là trong lớp và ai mà có một cái máy tính chính là cái bạn của mình, cái máy tính y hệt như thế này, và sau đó thì chẳng may mình đã mà mình cho chính bản thân mình dùng, sau đó thì mình đi mượn của người ta thì lại bị hỏng và phải. Xưa có một cái trò mà chúng ta có thể làm ma trận ấy, có nghĩa là bảo là ma trận thì hồi đấy rất là nghịch, thì cũng làm gì có nhiều trò chơi như bây giờ đâu. Khi mà nhìn thấy cái máy tính này này lại nhớ đến cái hồi đi học của mình rất là nhiều. Kẻ đó đây là một cái thước kẻ mà dẻo như này, thì cái thước kẻ đấy cực kỳ là hay gãy luôn, cứ cầm miểu gõ bàn gõ cái thước kẻ dẻo như thế này. Các bạn vừa có thể kẻ này vừa có thể tránh được. Tiếp theo đó chính là một cái bộ bút cực kỳ thích luôn,
nó có rất là nhiều màu này, đấy, rất là tươi và dùng những cái mà các bạn đặc biệt lưu ý và chú ý cần phải nhớ nữa. Cho nên màu nó có 24 màu, có xanh đỏ tím vàng hồng trắng nâu đen luôn, đắc lực cho các bạn nhé. Cái màu dạ này nó sử dụng cực kỳ là thích luôn, thích mà hiệu sách và về sử dụng nhá, bút dạ này sử dụng cực kỳ thích luôn đấy. Đây như mình nghĩ thì nó đúng là bây giờ nó không thể thiếu ở trong gương, một cái gương mini bỏ túi đấy. Thì mình nhớ cái bút đấy, nó phải che cái hộp bút như này này đấy, xong rồi nó vừa học nó vừa làm bài thỉnh thoảng đấy. Chính vì vậy mà mình nghĩ rằng là cái món quà này là một cái món cũng rất là cần. Chính vì vậy mà chúng ta có một cái gương như thế này này, các bạn trai thì ok, cái vật dụng mà không thể thiếu được rồi. Mình muốn bỏ túi như thế này nhá, các bạn nhớ nhá, có một con mèo rất là xinh đây đấy, thì đã học rồi đúng không, thì chúng ta còn phải chơi nữa. Thì với kia một quyển truyện Doraemon, và cái quyển truyện Doraemon này là quyển truyện Tamas cơ. Đây là một cái tập truyện dài Doraemon mà mình thích nhất lần cái tập truyện này rồi. Bây giờ nó vẫn là cái quyển truyện mình thấy tuyệt vời nhất lắm đấy cho mọi người. Tại vì là nếu mà sau này ấy, khi mà Cam lớn lên xong thì mình cũng thôi. Và quan trọng nhất ấy, là cái tình bạn nó được đề cao. Qua đó thì chúng ta có thể là một cái bình nước. Cái bình nước này thì rất là lớn, rất là nhiều việc mà các bạn có thể làm với cái bình nước này. Thì cái bình nước này rất là tiện. Từ đây thì mình nghĩ rằng là cái bình nước này này, học mà thì chúng ta thường sẽ đi mua nước ở căng tin ấy và thử luôn đúng không? Chứ ít khi cái toàn bộ cái món quà keep away cái hôm nay mà gia đình Cam này again và có hình một con người nó giờ nhỏ rồi. Tuy nhiên thì chắc chắn rồi, nó vẫn sẽ phải tới thôi. Và cái có thể đội ngược như thế này hoặc các bạn có thể đội thẳng như thế này, trông nó cũng vẫn cái mũ. Đây, được chia hai màu đen và màu hồng. Thời trang một chút ý thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mũ này đấy, nếu mà các bạn mang đi đội thẳng như thế này này, hoặc là các bạn có thể đội ngược như thế này, trông nó đều đẹp cả. Tại vì là trước đây khi mà mình đi học ấy, mình cực kỳ chủ quan trong cái vấn đề kiểu thời trang này, vừa bảo vệ được sức khỏe để chúng ta có thật là nhiều sức khỏe. Những cái món quà mà gia đình Cam đã chuẩn bị cho các bạn, hình thức tham gia giveaway, thông tin mới nhất. Sau đó thì các bạn hãy comment cái link Facebook của các bạn, các bạn phải subscribe kênh của gia đình Cam Cam. Hy vọng rằng là các bạn, với các bạn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở giveaway lần sau.